lên dài trước, đi với con cờ xanh te thì mình phải lên dài trước. Level 6 on đi giết được mình á, kèo này level 6 giết được mình luôn á. Mà nhậu có khi nào đấm như đấm sét không? Không, kiểu như Nhưng mày mà sao mình mọi người có bị cái cảm giác là mày càng lớn càng kiểu sợ chết rồi, kiểu mày trước thì đéo sợ đâu nhưng mà mày kiểu càng lớn thì mà tôi cảm giác mình càng kiểu bị sợ chết á. Má không, tôi đi chung với thằng bạn mà thằng lầu cũng đụng má chạy xe nhưng má tốc độ chạy sợ vậy lầu. Vậy xin xỉn mua chóc cho nó dễ quá. Em sợ chết lúc 10 tuổi rồi. Lấy xỉn đây. Đĩ mẹ mày giỡn mặt với tao quá à. Lộn lên một lên đánh mình nhờ. Hồi trước thì con cờ xanh te anh nghe, hồi trước lên một cờ xanh te hơn nghe. Mà giờ con cờ xanh te mày thua à. Giờ cờ xanh te yếu lắm. Mày giờ đánh là phải biết điều, biết trên, biết dưới. Để biết trên, biết dưới là mày cúc à. Cờ xanh te giờ yếu lắm à. Đánh mà kiểu mày đánh cứ đưa cái đầu lên mày chọt 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 mày đập 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 á dễ đi đó, như lầu này sắp đi nữa rồi đấy. Con tay này giỡn yếu lắm rồi. Nên là mấy level đầu chỉ có farm thôi. Farm thôi. Lên mà chạy ngu 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 đủ má đập chỗ đầu. Thằng Viễn chạy ngu quá. Ác liền phải ác chứ. Giờ cố không hòa thôi. Đúng rồi, cờ xanh te đi mà giờ đi với kèo môn đó. Farm tới level 6 là ăn được a chóc rồi. Con cờ thằng tên chỉ cần mẹ mày ôm farm tới level 6 là ăn được a chóc rồi. Thằng nó đang ra tranh farm với con ra tranh farm với con phải cốt vậy. VS Go team muốn chôn mẹ nè. Chôn luôn à. Ai chọc chứ hắn chôn rồi kìa. Trên T giờ kiểu con tướng mạnh ở level 6 cần cấp độ. Trên T bây giờ cũng cần cấp độ giống A chóc. Mà A chóc bây giờ cũng mạnh hơn. Không xài mana nữa. Ở chốc giờ lên nguyệt đao được không nhỉ? Được chứ, ở chốc lên nguyệt đao được mà. Khỏe luôn á. Mà đi với mấy kèo cần chơi thôi, như Yone hay là dây rồi thôi, mới lên nguyệt đao. Còn đi với mấy con như kiểu cờ xanh tê này, nguyệt đao cũng được á. Mọi người thích thì tôi lên nguyệt đao cho mọi người coi. Nguyệt đao cũng 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 được, cũng ổn. Mà rượu đen thì ngon hơn. Lên cả hai luôn cũng được.
lên cái giày để mình thoát đi trong mấy cái thế mà on in á. À, cháu on in không lại còn tê đó. À, nhưng mấy cái thế như đây này không có giày đập chết nên tê những thọt đó thôi vẫn đập mình chết được á. Đam nhiều lắm á, đam rác vậy lầu đi mày. Tôi quanh cham cờ tê tôi biết mà. Ngu. Mọi người chỉ cần chơi đâu. Mọi người chỉ cần chơi nếu cần on in thôi. Chơi là muốn thở oxy à. Tới cái ngưỡng máu tử quá là ngoài. Tới cái ngưỡng mà dưới nửa cây máu là không thua. Mọi người chơi tới cái lúc mà dưới nửa cây máu là không thua. Đó như đứa là không thua à. Người đứa là hết cái để đánh mình. Giờ ấn về thì đéo được farm. Ở lại thì chết. À đéo về đi mẹ mày. Đố farm được luôn á. Giờ đố mà farm được luôn á. Giờ chỉ đứng đó nhìn thôi. Lên làm bị bữa à. Giờ mình cấu á, tới cái ngưỡng mà mình đai được á. Cấu thêm xíu nữa. Máu vẫn nhiều quá. Gì vậy? Chỉ rất là lâu. Nó tưởng mình flash lên nó ra. Đi cái kèo này mọi người chỉ cần mà chơi thôi. Chơi là tự thua. Chứ đừng có mà nóng mà lên on in đánh đéo lại nha. Mọi người cầm cái giày ra mọi người mà bữa một hồi là không mày cả. Cho on in đánh đéo lại nè. Ê bé kia đi đâu. À, nice sir. Ôm về cốt này. Gặp Levi bao giờ chưa thải rầu em ơi. Kèo này thì lên rìu hay là thiên ly. Lên thiên ly ngay. Lên thiên ly trước. Cầm thiên ly ra là con tay đánh đéo lại à. Thiên ly này ngoài kiểu ngoài cái đồ quá tốt cho A Chóc này. Ly thì vẫn ngon hơn là rượu đen. Nhìn quả đầu mà em ra sợ. Nấn quá. À hay là mình làm phân tích cái kèo cờ xanh tê với A Chóc vậy. Rồi mình làm ngược lại A Chóc với cờ xanh tê. Kèo này kiểu mà tôi đi thuộc lòng rồi á. Tôi đi thuộc lòng cái kèo nó luôn rồi á. Con A Chóc thì vẫn cần cái sự bình tĩnh. Còn con cờ T thì vẫn cần cái sự dứt khoát á. Con đĩ mẹ mày. Áo đồ hả? Tầm nó đánh lại nữa. Ngu. Chỉ chơi vô kèo đi. A Chóc chơi hơn. Còn on in cũng thua. Còn đi mẹ. Sao?
Ê, tính ra mẹ ngày mai mình lấy clip phân tích này cũng ngon chứ. Hay. Nhưng mà tôi vẫn còn một cái clip tôi chưa chưa làm nữa. Hoặc nhiều clip chưa làm quá. Nhiều clip để làm quá. Mai rảnh 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 ngồi làm. Thì trong thì chứ. Lâu chí này. Giống video Đà Rì với A Chóc thiêu đốt rồi. Chị sẽ xua 100k view là thấp á, xua 100k view là thấp á. Phải có clip phân tích cho anh em bú ngon luôn á chứ, ranh gì anh đang đánh cao thủ của em. Hello thầy nha, không lại top top rồi qua đây rồi. Đúng rồi em nghe. Hello anh Khoa nghe. Qua đây mày, mình kiểu mình mở rộng địa bàn á. Qua đây mình mở rộng địa bàn á. Qua đây mình kiếm kiếm fan bên này nữa. Cổ định mày. Cổ định mày. Cổ định mày. Cổ định mày. Cầm cái giáo thiên ly ra đố mà cũng cần tiền chơi lại. Sante giờ mày hết cửa à. Con cờ Sante sẽ bung rờ khi mà con A Chóc hết quy. Vừa ngay cái lúc mà A Chóc đập quy ba xuống là con cờ Sante không vận cái đất lên. Là lúc nó là con cái lúc nó là cái lúc mà con cờ Sante trả đam. Chịu nữa. Cái gì đó nữa, cái gì đó nữa. Muốn cái gì? Muốn hút thuốc à? Mày muốn hút thuốc à? Con đĩ mày em. Muốn hút thuốc kìa. Kênh 2 nữa không? Vô tư luôn á chứ. View lại từ 45 thành 60 rồi kìa. Đù má bây giờ vẫn còn 60 thằng ngồi đây. Mẹ em quá tuyệt vời. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ngồi đây. Xin cảm ơn. Cảm xạm đi ta. Còn đi học mà còn chứ. Đang đi học mà. Còn gì nữa, còn gì đứng đây nữa. Nhường top cho tớ là quyết định sáng suốt rồi. Còn đọc mà kìa. Cháy kìa. Cái bắt buộc phải lên khi đi với chóc là cái giáp gai cồn tê á, phải lên giáp gai đầu tiên, không phải giáp gai mà là cái mảnh giáp gai á, cái mảnh nhỏ mảnh tám sĩ á, cái món nó là món đầu của con cồn tê, đéo cái món nữa mà chóng xỉ. Dồn đang dồn dồn á, cái chọc rồi cái đụng há đầy bình lại để làm được cách gì chọc cái ọt là 2k3 thiệt luôn hả? 2k3 thiệt mà mày cũng giỡn đâu, lớn rồi giỡn đâu. Đang 19-3 mà thầy chửi cờ Sante nhiều nhiều đi thầy, em bật like ngay ngủ chiều quá. Nghe đã rồi lâu cao vì tiếng này. Ê hồi trước á, kiểu như hồi trước tôi hay nghe chuyện ma á, xong tôi mày dự tính trong đầu là đủ má, mà sau này tao sẽ mà trở thành một thằng mày kể chuyện ma cho mọi người, mày kiểu mày sẽ giúp cho mọi người đi vào giấc ngủ á. Đủ má, hồi xưa tính là mày kiểu đấy. Giờ tính kể chuyện mà đâu lớn lên thì bạn đi kể chuyện ma phải đi mua kịch bản rồi đi mua chuyện đồ mày, mà nhiều thứ phải làm quá. Qua làm streamer mày trong nhà, trong nhà nhìn thầy lên sợ rồi. Tin chuẩn là thằng này sinh năm 90 nha anh em, chi đó nữa rồi cái gì đó nữa.
Bên YouTube chửi nghe đã nhờ. Bên TikTok thanh tịnh quá không quay đúng đâu. Bên TikTok mày chỉ cần mở mồm ra chửi một câu thôi là video của bạn không dành cho người dưới 18 tuổi. Video có chứa nội dung bạo lực, phản cảm, bạo lực cái con cặc gì đó, con đĩ mẹ. Mở mồm ra nói chửi một câu thôi, nói con đĩ mẹ mày một phát thôi là đập cho cái gậy flop, đéo ai coi luôn. Cục đĩ mẹ. Nắc 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 mà này, nắc mà này. Nắc vô cái mỏ mình. Nắc nắc mà này con. Nắc vô cái mỏ con đĩ mẹ. Con đĩ mẹ. Con đĩ mẹ. Con đĩ mẹ. Vậy. Mà con cờ xanh tê này hắn thủ trụ tốt nha, kiểu hắn ôm trụ tốt đó, khó mà đai được con cờ xanh tê ấy. Kiểu có cái đất có kháng kháng cc. Lầu mới đứng xa quá, đéo chọt nội tại của đầu cũng được rồi. Chọt cái đừng có núp nó coi ra đánh nhau coi. À cái giáo thiên ly đi hồi máu dựa trên cái lượng máu đã mất của thằng lùn kia ra á, ví dụ vẫn tạo giáp thì mình đéo có heal được á. Gọi là dựa máu dựa trên sát thương gây ra. Con đĩ mẹ mày. Không có chạy nữa con. Chạy chạy chạy. Chạy của ta. Chạy của ta. Lùm mát gần 70 thằng rồi kìa, đù mà mày đéo ngờ là qua bên này hắn đồng như đứa quyên mẹ rồi. Ôi, thì mình đập chỗ quyên luôn á, dễ lên 69 thằng rồi kìa, lên 69 thằng rồi kìa. Chửi má của bị ban không, má má thì chắc là đéo bị ban đâu, nhưng mà lên clip mà nói má bị anh gọi ngay. Hôm bữa tôi đăng một cái clip, nguyên cái clip tôi chửi mỗi câu má. Cái hăng ghê là video của bạn vi phạm mẹ nội dung bạo lực, quấy rối ngôn ngữ, lăng mạ cái lầu gì ấy.